làm drama gọi tên Huỳnh My, hai lần thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam đều gây sóng gió. Bạn nói My thái độ là thái độ chỗ nào và ở đâu, bạn nói thử cho My nghe đi. My đâu có thái độ, My đâu có nói về chương trình hoặc là cái gì đâu. Thì đó, nếu bạn biết tự make up thì bạn không cần phải nhờ vào ekip. Và nếu bạn nhờ vào ekip rồi bạn không chỉnh sửa được, bây giờ bạn đổ lỗi cho ekip là sao? Vậy bạn đã đi thi quốc tế chưa? Chị em ơi! Cuộc thi Miss International Queen Việt Nam năm 2018 và 2023, và lần nào cũng xảy ra những drama liên quan đến thái độ, hành động, phát ngôn có phần thiếu tôn trọng ban giám khảo của cô nàng. Trong mùa đầu tiên của Miss International Queen Việt Nam, Huỳnh My dừng chân ở top 15, bị loại tại tập 4 chương trình. Không chấp nhận kết quả bị loại, Huỳnh My bật khóc và gào thét lên, cho rằng chương trình thiếu sự công bằng khi cô đã cố gắng hết sức. Thậm chí cô còn nói chương trình này rất phù hợp với các bạn diễn hài và tuyên bố tôi sẽ không thi bất cứ một cuộc thi nào nữa. Dù từng tuyên bố không tham gia bất cứ cuộc thi nào nữa, nhưng năm 2023, Huỳnh My lại bất ngờ trở lại Miss International Queen Việt Nam. Thế nhưng từ tập 1 đến tập 3 của chương trình, Huỳnh My lại tiếp tục tạo sự khó chịu cho người xem lẫn ban giám khảo. Cô thể hiện sự cứng đầu, không làm theo hướng dẫn của huấn luyện viên mà chỉ chăm chăm làm theo ý mình. Đỉnh điểm là sự việc Huỳnh My cãi nhau tay đôi với huấn luyện viên Quỳnh Châu và ban giám khảo ở vòng loại.